Alo, xin chào anh em nhạc công. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em một cái phần mềm mà mình khám phá ra cực kỳ hữu ích, giúp các anh em nhạc công chúng ta là chơi đàn một cách tốt nhất. Bởi vì đây là một phần mềm phát minh do thế giới người ta phát minh, và nó giúp cho chúng ta học nhạc lý rất là tốt. Đấy, học nhạc lý rất là tốt. Bộ phần mềm này vừa hướng dẫn vừa thực hành và có thể biên dịch các file nhạc của Việt Nam chúng ta ra bản âm nhạc mà chúng ta có thể chơi trên nhạc. Ví dụ ở đây chúng ta đang chơi điệu slow dốc. Đấy, các bạn nhìn thấy. Đấy, các bạn nhìn thấy là mỗi một cái khuôn nhạc của chúng ta, mỗi một ô nhịp của chúng ta thì gồm có độ rộng như này. Đấy, chúng ta nhìn thấy đây. Đây, tôi đang giới thiệu ví dụ. Chúng ta xem đấy là một cái lít nhạc, xít nhạc rất là tốt, mà các bạn không cần phải đi học ở đâu cả. Ví dụ như bài 10 năm tình cũ chẳng hạn. Thì đây là nhịp 4-4, nó phân tích cho chúng ta đây là nhịp 4-4. Nhịp 4-4, nhịp 4-4 của chúng ta rất tuyệt vời đúng không? Từng 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 từng. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Ví dụ đọc ở đây chúng ta thấy là phà là đô, phà là đô lế, đô là la, phà là đấy. Phà là đô lế, la, phà là. Chúng ta nghe lại. Đấy, phà là đô dế, la phà là. Rồi tiếp tục chúng ta lại thấy là đồ phà son đố, pha đồ phà đồ. Đấy, thì các bạn chơi nhạc đây, các bạn kết hợp organ của các bạn có thể đánh nhạc rất là tốt. Phần tiếp theo là phần hòa âm của chúng ta, thì chúng ta thấy là chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là đô mí đúng các bạn nhỉ, là đô mí, tức là gam. Ở đây chúng ta nhìn thấy gam la thứ. Đấy. Ở đây là các dấu nghỉ của chúng ta đúng không? Đấy, ở đây chúng ta trong một ô nhịp của chúng ta thì gồm có hai nốt đơn, đó là hai hòa âm của chúng ta, la thứ, chúng ta nhìn thấy đây. Đấy. Tương tự sang bên này thì các bạn lại nhìn thấy. Thì chúng ta thấy đây là la giáng đúng không các bạn nhỉ? À, la thăng. Rồi, la thăng và si. La thăng si và chúng ta nhìn thấy là mi. Thì các bạn suy ra hợp âm đó là gì đấy, các bạn sẽ thấy rất là dễ đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta thấy là bài 10 năm tình cũ. Bây giờ tôi tua lại cho các bạn nhìn lại một lần. Đấy, bây giờ tôi chơi lại một lần. Tuyệt vời đúng không anh em? Anh em nhạc công chúng ta là học theo cái này rất là tốt, không cần phải đi học trung tâm ở đâu cả. Thì chúng ta sẽ học hòa âm hay là đệm nốt, các câu đệm rất là dễ. Từng 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 phà là đô, phà là đô dế, đô là phà. Đấy, chúng ta học như vậy thì rất là tốt. Phần bát của chúng ta thì nằm phía dưới này. Đấy, đây là guitar bát. Guitar bát thì chúng ta đệm ở dưới này, chúng ta khuôn nhạc này. Vậy thì chúng ta thấy là bài học tuyệt vời đúng không? Tôi dâng giới thiệu đây là bài 10 năm tình cũ. Thì chúng ta đi theo như vậy thì chúng ta rất là dễ. Các bạn có thể nhìn trong đây và các bạn ghép nhạc vào.
Thì đây là một phần mềm rất là tuyệt vời để các bạn học, để các bạn chọn vào đây. Ví dụ như là các bạn học cái phần âm lai trường, đúng không? Âm lai trường ở đây thì chúng ta nhìn thấy là gồm có âm lai và cấu trúc của nó. Đấy. Cấu trúc chúng ta gồm 7 nốt nhạc trên một âm lai. Đấy, 7 nốt nhạc trên một âm lai. Ví dụ như là các bạn muốn biết là âm lai của chúng ta là thứ, đúng không? Minor là thứ. Đấy, major có nghĩa là trường. Thì ở đây nó rất là, ở đây gồm có các giọng như là giọng thứ này, giọng thứ tự nhiên này, giọng thứ hòa âm này, vân vân. Thì chúng ta có thể nhìn vào đây, chúng ta có thể nhìn thấy. Ví dụ như là tôi nhắc là đồ rê mi phà, ở đây là giọng thứ thì nó lại không phải là như vậy, là si đô rê mi, là si đô rê mi fa son la. Và ở đây chúng ta nhìn thấy có cái phần gọi là son dáng, son son thăng. Thì đây là hợp âm, đây là chính là 7 nốt trong điệu thứ. Còn điệu trưởng chúng ta nghe đô rê mi fa son la si, la si, đúng không? Thì chúng ta đấy rất là dễ, đúng không? Và chúng ta thấy là trong đây là toàn tiếng Anh, nhưng mà tôi là người khám phá để giúp anh em là biết được các lý thuyết về âm nhạc. Ví dụ như là các thành phần ở đây các bạn ghi nhé, scale có nghĩa là âm dài hay là tông đấy. Đấy, các bạn chú ý nhé. Và cấu trúc của âm nhạc thì chúng ta thấy là music structure là cấu trúc. Thì ở đây người ta nói này, scale tie là kiểu của một âm dài thì được định nghĩa bởi một mẫu âm nhạc giữa giữa các nốt. Nó là một cái semi, tức là một cái phần thời gian qua đều đặn qua các nốt. Và đặc tính của âm nhạc thì chúng ta nghe chúng ta sẽ thấy là chúng khác nhau ở mỗi một cái âm lai khác nhau cho các giọng trưởng thứ. Đấy. Rồi tất cả các kiểu này thì nằm giữa 8 nốt, mà chúng ta chú ý là chúng từ 5 đến 6 nốt trong chúng thì chúng ta hầu hết là chúng ta thấy. Rồi 7 nốt lại sẽ trở thành một cái điệu tự nhiên. Và chúng ta ví dụ ở đây chúng ta nhìn thấy đây, các bạn nghe và các bạn sẽ ấn vào các nốt này để chúng ta biết. Thì tôi đang giới thiệu qua bài này rồi chúng ta sẽ học. Ví dụ như là chúng ta nhấp vào đây thì chúng ta thấy là đây chính là giọng trưởng, đúng không? Giọng trưởng thì tông nó cách nhau như này. Đấy, đây là nửa tông nửa cung này, một cung hai cung, nửa cung một hai cung, à một cung nửa cung, rồi một cung một cung một cung nửa cung. Đấy, chúng ta thấy đi để đổ rê mi fa son la si đô. Đấy, rồi chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy này, đấy chúng ta nhìn thấy rất tuyệt vời, đúng không? Thì anh em sẽ theo kênh của mình để bám sát kênh của mình để học đàn. Đàn organ thì mình cũng cũng có, mình tự học ở trên cái trang này và mình thấy là học ở trên này nhanh hơn là học ở thầy. Học thầy thực sự là rất là lâu. Đấy, và lý thuyết thì chúng ta nhìn thấy. Từ đây đô rê mi fa son la si đô. Đấy, chúng ta chọn ở đây. Đấy. Đô rê mi fa son la si đô. Đô rê mi fa son la si đô. Đấy, tuyệt vời chưa các bạn? Hết ý nhỉ? Đấy, chúng ta nhìn thấy là một cái phần mềm. Đây, bài này tôi giới thiệu lướt qua. Còn bài sau tôi sẽ vào chi tiết từng phần một. Đấy, chúng ta tiếp tục với chủ đề khác. Và ở đây thì chúng ta nhìn thấy này. Đây là giọng đô trưởng. Giọng đô trưởng, giọng dây. Đấy, thì gồm có nốt là đô, rê, mi, pha, son, la, si. Đó. 7 nốt nhạc và chúng ta lại lặp lại một cái âm dài đô trưởng. Chúng ta lặp lại âm dài đô trưởng. Và khi lặp lại âm dài đô trưởng thì chúng ta biết là trong âm nhạc thì nó sẽ chia làm nhiều giọng. Các giọng nam cao, nam trung, rồi nam trầm, vân vân. Thì giọng trưởng ở đây chúng ta cũng vậy.
Và chúng ta chú ý là chúng ta thường biết được cái đàn piano thì nó rất là dài, và chúng ta hay chơi ở cái đôi chung, tức là phần giữa của cái phím đàn. Thế nếu mà chúng ta chơi quãng trầm thì nó trầm hơn, quãng cao nó cao hơn. Âm nhạc thì nó như một vòng lặp, nó cứ lặp hết lại rồi nó lại lặp tiếp. Và cấu tạo của người nam và người nữ trong thế giới con người chúng ta thì bao gồm là bên trong cổ họng chúng ta thì có các thanh, gọi là thanh quản, nó phát ra âm thanh. Người nào mà có thanh quản, có các dây rung mà nó cao, của người nam thì nó tương đương người nữ, thường là nữ cao hơn nam, thì chúng ta biết như vậy. Vậy thì chơi đàn mà chúng ta cứ tập trung vào cái việc là, tôi chia sẻ thôi, tập trung vào việc là chúng ta học theo nhạc cổ điển, chúng ta đọc nốt nhạc, chúng ta đọc xít nhạc. Nhưng mà nhiều bạn khi mà học nhạc viện cơ bản rồi, nhưng mà đến lúc đệm hát cho người người hát thì rất là khó. Đa số là các bạn thành công trong các học viện, và lúc đó các bạn ra ngoài các bạn chơi piano, các bạn vì piano cơ thì nó sẽ không có nút chanpot. Chính vì vậy thì các bạn đấy phải đánh được tất cả các âm dài, trưởng và thứ và thăng giáng vân vân. Thì cứ mỗi một nốt ta xuất phát ở đâu thì nó lại tương ứng với cái bộ hợp âm của cái giọng đó. Và các bạn chú ý là công thức nó chỉ lặp lại thôi. Ví dụ từ giọng trưởng, đô trưởng lên đô thăng trưởng thì nó lại tăng lên, và cái hợp âm nó phải dịch. Đấy, nó phải dịch, chứ nó không thể là chúng ta đang học theo kiểu là chúng ta nhớ một cách học vẹt, là chúng ta chỉ nhớ hợp âm. Nhưng mà chúng ta áp dụng vào trong một âm giai bài hát thì nó rất là khó, nó sẽ tạo ra độ vênh độ chênh, và lúc đó nó sẽ bị phô. Và trong âm nhạc thì các bạn luôn chú ý cho tôi là chúng ta phải chơi đều nhịp. Nhịp là quan trọng cho một bài hát, bởi vì nó hòa nhịp với nhau. Nếu một bài hát mà nhịp không chuẩn thì dẫn đến bài hát đó sẽ không thành công. Các ca sĩ cũng vậy thôi, đôi khi họ phiêu họ ghét thứ, thì nhạc công chúng ta phải điều chỉnh sao cho cái tần số của mỗi nhịp nó phải khớp với bài hát. Và âm nhạc là một môn học kích thích não bộ của mỗi con người chúng ta. Nó giúp cho chúng ta vui vẻ trong cuộc sống, để có niềm tin để chúng ta đi làm những công việc khác, kiếm tiền lo cơm áo gạo tiền cho con cái gia đình. Sau khi có kiếm tiền con cái gia đình rồi thì chúng ta bắt đầu mới nghĩ đến chuyện giải trí. Thì âm nhạc giúp con người chúng ta là có thể dùng âm nhạc để quên đi những nỗi buồn, nỗi sầu trong cuộc sống. Bởi vì sinh lão bệnh tử mà không ai có thể là vui vẻ mãi trong cuộc sống được. Đấy, trong cuộc sống rất nhiều áp lực, nhất là trong cái xã hội hiện nay thì nước nào cũng vậy thôi. Chuyện buồn, chuyện vui vân vân. Thì phần mềm này nó giúp cho chúng ta chơi cả guitar cho đến và piano vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy là các dòng nhạc ấy, gọi là khe nhạc và dòng nhạc thì nó được phân phối như này. Đấy, dựa trên này đây. Mi fa son la si do re mi, xong lại đến fa. Chúng ta nhìn thấy là dòng nhạc đây. Đấy. Và những cái nốt ở trên cao này thì người ta gọi là dòng kẻ phụ. Và dòng kẻ phụ này thì giúp cho chúng ta là nhận biết được các nốt ở cao và thấp so với cái quãng nhạc ấy, quãng âm vực nó thấp hơn. Đấy, chúng ta nhìn ở đây thì nó xuất phát từ cái nốt mi mi fa son la si do, rồi đến re, rồi đến mi, rồi lại đến đến fa. Đấy, ví dụ như ở đây là chúng ta thấy là đây là khóa son. Khóa son thì chúng ta nhìn trong các bản nhạc là chúng ta luôn thấy khóa son là rất là nhiều. Các bạn mua một cuốn nhạc về các bạn thấy khóa son bao giờ đứng ở đầu dòng nhạc. Tương tự ở dưới này là khóa fa.
khóa pha thì với khóa son nó chênh nhau như sau. Ví dụ như là ở khóa son thì nốt son nó nằm ở chỗ này thẳng với khóa son. Thế thì khi gặp khóa pha nó dịch xuống một một dòng nhạc nằm trên này thì đây lại là nốt son. Và chúng ta lại thấy là pha nó nằm chỗ này. Đấy, pha nằm tương ứng với dòng này. Vậy thì các bạn nhìn dòng nhạc theo khóa pha và khóa son nó hoàn toàn là ở chênh nhau, chênh nhau trên hai dòng nhạc, tức là chênh nhau trên khoảng cách giữa hai dòng nhạc, hai dòng trong cái dòng nhạc chúng ta. Đấy, thì mình chia sẻ như vậy, thực ra thì mình không phải là dân nhạc, mình học toán nhưng mà mình cũng từ đó mình yêu thích âm nhạc, mình lẽ ra là mình cũng muốn là học nhạc từ lâu rồi nhưng mà mãi sau mình mới được học, mình có điều kiện mua cái đàn organ. Đầu tiên thì mình đi mua cái đàn đàn PRS 540, đàn này rất là cổ và mình cũng phải đi gắn USB vào ổ A, nhưng mà nó loát mỗi một lần nó loát được một một style, và nó loát một style thì lại nó lại không có main A main B main C variation đấy, tức là chuyển tiết tấu ấy, và phim tự động thì trên đấy nó chỉ có hai nút thôi, cuối cùng là vỡ trận, chúng ta không thể làm được đánh cho người ta sâu được, việc đó rất là khó. Mặc dù là đàn 540 thì nó cũng có transport vân vân đấy, transport tiếng Anh có nghĩa là dịch chuyển, chúng ta cũng thấy rồi, cho guitar này vân vân. Đấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ học về các âm trường, rồi ở trên này cũng có là si giáng trường này, son giáng trường này, rồi dê giáng trường này, rồi ở đây là la giáng trường này, rồi tiếp theo chúng ta thấy là ở đây là mi giáng trường, rồi si giáng trường. Sau đó thì chúng ta ngay ở đây chúng ta sẽ thấy là ở đây là pha trường, đô trường, son trường, dê trường, la trường, mi trường, si trường, pha thăng trường và pha thăng trường và đô thăng trường. Thì mỗi một cái là chúng ta nhìn thấy là các nốt là như này. À. Đấy. Các bạn nhìn thấy là cái giọng trường thì chúng giống nhau về cấu tạo. Giống nhau về cấu tạo. Và các bạn nhìn thấy là theo công thức vừa trên mình vừa nói đấy, 2 2 1 2 2 và một cuối cùng thì chúng ta nhìn thấy chúng ta suy ra đúng không? Chúng ta suy ra rất là dễ. Đều giống nhau hết, nó chỉ lệch nhau. Đồ re mi fa son la si, xong lại tiếp. Đấy. Như các bạn tôi học thì tôi ví dụ giọng đô trưởng và son trưởng nó giống nhau về cấu tạo, thì khi mà các bạn chơi transport thì cũng được, các bạn đánh ví dụ người hát son trưởng thì các bạn chơi đô trưởng và các bạn dịch giọng lên. Đấy. Dịch từ đô cho đến đến son thì hình như là dịch cộng 5, các bạn cộng lên 5. À không, nó có thể gì đó thì chúng ta tính toán ra. Đấy. Tôi thì dân ngoại đạo nhưng mà để giúp cho chúng ta hoàn thành được cái khóa học nhạc một cách tuyệt vời, và tôi sẽ giới thiệu từng bài một. Đây, ví dụ các bạn nghe nhé. Nếu mà các bạn mà học được thuộc từng nhịp bộ, tương tự thứ cũng vậy, thuộc từng nhịp bộ thì chúng ta sẽ có tất cả bao nhiêu giọng nhỉ? Chúng ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ôi, 15 giọng trường. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Học trên piano chúng ta cũng phải học được như vậy. Thì cái bài học này giúp anh em nhạc công chúng ta là phát huy sáng tạo. Phần mềm thì anh em nhạc công có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0984060405, và các bạn theo dõi kênh của tôi để chúng ta tôi sẽ vì là anh em thì có thể người biết tiếng Anh người không biết tiếng Anh, nhất là người các bạn học tiếng Việt thì các bạn
rất là khó để dịch ra các nghĩa của các phần hướng dẫn. Thì tôi thì gọi là tiếng Anh thì tôi không được giỏi lắm, nhưng tôi cũng có thể khả năng dịch tương đối với những phần hướng dẫn. Ví dụ như major scale in all key, có nghĩa là các âm dài cho tất cả các nốt. Đấy, các âm dài cho tất cả các nốt. Ví dụ ở trong cái bảng này thì chúng ta nhìn vào bảng này chúng ta có thể suy ra được các âm dài một cách tốt nhất. Đấy. Ví dụ như là giọng son trưởng chúng ta có mỗi pha thăng thôi, còn tất cả các nốt là chúng ta ngon lành, đúng không? Giọng dê trưởng thì chúng ta có chú ý là có hai khóa, có hai cái nốt pha thăng và si thăng. Thì ở đây thì âm dài này các bạn luyện tập là dê mi pha thăng, xong son la si, xong lại đô thăng. Đấy, thì như vậy thì chúng ta nhìn vào đáp bảng này chúng ta in ra là chúng ta có thể thực hành các âm dài rồi. Từ đó thì các bạn có thể bắt tông rất là dễ dàng. Một người hát thì chúng ta phải nhớ là cái cách bắt tông. Bắt tông ở trên đàn thì chúng ta cũng có rất nhiều cách. Tôi cũng xem trên YouTube thì có anh Khánh, anh ấy dạy chúng ta bắt tông tương đối khá hay, mà chúng ta bắt theo kiểu tương đối rất là tốt. Ví dụ như là giọng nam thì của chúng ta là nam cao thì chúng ta có thể đến son, đến pha thăng, đa số là mi đúng không, và pha. Rồi giọng nam thấp thì gồm đến dê, thế nhưng mà giọng dê này chắc mấy ông già ông hát thì giọng thấp thôi. Thế thì khi mà các bạn bắt tông cho một người hát thì các bạn nên, ví dụ như người nam thì các bạn nên bắt ở mức tương đối là nốt pha là cao. Tôi cứ cho pha, các bạn có thể lên cao được pha hoặc pha thăng. Đấy, thì các bạn sẽ xác định cái câu hát cao nhất trong bài hát. Nó nằm, các bạn thử hai bàn tay trên phím đàn, các bạn thấy nó cao ở nốt nào. Đấy, cao nốt nào thì chúng ta căn cứ vào đây chúng ta dịch. Ví dụ một bài hát mà Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, ôi nó cao đến phần đô, nốt đô, nốt đô, tôi cứ nhớ là cao khoảng nốt đô đó. Thế mà ta dịch về dưới thì nó phải rơi xuống pha, ta phải trừ đi. Còn các bạn dịch lên cho đến mi, đến đến mi hoặc đến pha thì các bạn phải cộng lên. Đấy, chúng ta cộng lên như thế để cho cái người đàn ông ấy, người ta hát người ta không bị gãy cái bài hát. Còn nếu mà các bạn mà cứ chơi như thế cho người nam hát thì chết. Và bài đấy thì chơi cho giọng nữ, nữ cao là hát được. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông đấy, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Rồi khi mà các bạn hát nửa chừng gặp nốt cao phát lên, coi như bài hỏng và nhạc công chúng ta lại bẽ mặt. Và lập tức tôi cũng xin nhắc anh em nhạc công của chúng ta là phải chơi thật tốt trước khi đi show buổi đầu tiên để chúng ta tạo ấn tượng với các đám cưới cũng như là hội diễn văn nghệ. Còn nếu mà chúng ta không bắt tốt và không đệm tốt thì buổi sau lại mang tiếng ôi cái thằng đấy đánh ra cái gì, chơi ra cái gì, dẹp bỏ nó đi thuê thằng khác. Thì lúc đó chúng ta có tiến bộ đến mấy thì cũng bị cái tiếng trước rồi, nó sẽ công cốc đúng không? Tức là công việc của chúng ta không được kiếm tiền và chúng ta lại phải vác đàn đi một xứ khác để chúng ta kiếm sống. Đi xứ khác thì chẳng nhẽ lại chuyển cả nhà, cả vợ cả con đi à? Nên rất là khó. Vậy bài hôm nay tôi chia sẻ với các bạn như vậy, đó là bài thứ nhất. Rồi sau bài thứ hai tôi sẽ hướng dẫn các bạn những điều tuyệt vời hơn. Các bạn sẽ có thể chơi lên từng ô nhịp một, từng ô nhịp một. Chúng ta đừng vội vàng chơi hết cả bài, nhất là những bạn mới học. Đó. Cái phần mềm này thì các bạn liên hệ với tôi để tôi cung cấp cho các bạn. Giá thì rất là rẻ thôi, vì tôi mua key của họ. Cho nên là bài hôm nay tôi chia sẻ như vậy thì các anh em nhạc công của chúng ta là cố gắng là lấy cái phần mềm về chúng ta học. Và thậm chí là bài cái phần mềm này nó dạy cho chúng ta hòa âm phối khí rất tốt. Các bạn có thể soạn thảo nhạc trên cái phần mềm này, rồi chúng ta có thể làm style trên phần mềm này, sau đó chúng ta chuyển sang các đàn như chord, đàn chord
PA 700, PA 600 rồi PA 800, PA 1000 có 4X, 3X. Yamaha thì vô đối rồi, tức là từ S110 vân vân cho đến bây giờ là 970 bảy mấy gì đấy. Tôi không nhớ lắm, hoặc là chúng ta có thể chơi các loại đàn khác, piano vân vân. Thì bài đây là bài số nhất thì tôi muốn giới thiệu anh em như vậy. Đấy. Rồi chúng ta sang phần như là hợp âm và harmony. Đấy, thì chúng ta đánh giai điệu và hợp âm. Chúng ta sẽ có thể chọn ở đây để chúng ta xem vân vân. Đấy. Xem vân vân, tôi sẽ dạy cho các bạn từng vị trí một. Vì âm nhạc này đây là gì? Đây là nền âm nhạc thế giới, họ viết ra phần mềm và họ rất giỏi, giỏi chỗ là giỏi cả người chơi âm nhạc lẫn người lập trình, họ rất giỏi. Đấy, thế chúng ta sẽ học vì đây phần mềm hình như là của nước Áo họ sản xuất. Đấy, kết hợp với các nước Anh, Pháp, Áo, Đức vân vân để chúng ta học, để chúng ta có thể làm những bài riêng chúng ta đối với dòng nhạc Việt Nam. Bài hôm nay tôi xin dừng tại đây là bài 1.